Ôi giời ơi, bây giờ là mấy giờ rồi mà ông ấy về? Ai xa, bà nấu cơm chưa? Hôm nay không nấu cơm đâu ông ạ. Ông ăn tạm cái bánh mì. Bánh mì hả? Ờ được rồi, cho tôi xin. Thôi thôi, ăn bánh mì cũng được. Cơm nước muộn giờ mệt. Hôm nay giải quyết cái vụ việc bán số đề trên mạng mà. Đúng là ăn cơm nhà bắt tù bà hạt tổng. Thế thì người ta chơi đề, kệ người ta, ông có chơi đâu. Thế là bây giờ mình mới biết nó bán hàng nghìn số, hàng vạn số ở trên mạng thì lúc nào chẳng có người trúng. Người nào trúng thì bảo nó bán tốt lắm, người nào không trúng thì bảo nó lừa. Bọn ấy nó lừa khiếp thật. Nó cho hai con số, nếu mà trúng một con lô thì nó thu 800k. Chọ mũi vào làm cái gì? Người ta đã nói rồi, chơi đề ra đây mà ở. Ông hiểu chưa? Chuyện chẳng đâu vào mấy đâu, ông cũng chắc vào. Mỗi một buổi quay là có 24 giải thì nó cứ bán 100 số là chắc chắn phải có 24 số. Thì 24 số này người ta trúng thì người ta bảo nó bán chuẩn, còn số còn lại thì bảo nó lừa. Nhưng mà thực tế là nó lừa bảo. Hôm nay đi làm mới biết, công nhận là chơi mạng xã hội này phức tạp thật. Cho nên là từ lớn đến bé, từ trẻ đến già, có biết mấy hắn chơi, không biết đừng có chơi vào, mệt lắm. Bây giờ nó không thiếu thứ gì nó bán, nó lừa đảo ở trên mạng. Nói càng nói càng tức rồi. Thôi, ông ăn bánh mì đi nhé. Muộn, muộn giờ mệt. Hết thời gian, thôi ngủ đi bạn. Xong vào đi tắm, ngủ. Đến ngày mai còn đi làm ruộng, còn mấy sao ruộng ấy kia. Ông làm với trưởng thôn, được bao nhiêu tiền, chẳng được cái gì, ăn cơm nhà, phát tù vàng tập.